Đây là cái cây EW425. À, thì thằng này nó mang cái dòng thiết kế nó cũng tương tự giống như cái thằng Yamaha E473 thôi các bạn. À, thì dòng thiết kế thì ngày xưa thì Yamaha sẽ ghi đầy đủ ra những cái giống như là cái điệu này nằm vị trí thế nào nó ghi một dọc ra ha. Còn bây giờ nó sẽ gom chung với cái nút number luôn ha. Nó gom chung giữa cái voi và cái style nó nằm chung trong cái nhóm này luôn ha. Nhìn nó rất là gọn, nhìn nó rất là chuyên nghiệp ha. Thì nó sẽ có gồm cũng có hai fill thôi, nó cũng có hai fill và có thêm chức năng accuracy. Thì chức năng này giống như là cái con mắt vậy đó, giống như con mắt của bên Yamaha hoặc là của bên Golang á, chúng ta ấn vào, chúng ta bấm vô là nó bị méo tiếng đi ha, nó sẽ làm cho chúng ta méo tiếng ha. Làm cho chúng ta méo tiếng đi, nó thêm phần chức năng đó và nó thêm một số cái effect vào nằm bên cái nhóm để chúng ta control soon bên đây để chúng ta làm cái tiếng nó lạ đi. Nói chung gì cái dòng này á, để chúng ta có thể vừa chơi piano và có thể chơi orc ha. Đây là cái dòng tích hợp hai yếu tố là có vừa có thể học được piano và vừa có thể học orc. Thì thằng này thì nó sẽ có 76 phím ha, 76 phím, phím dạng keyboard. Điệu tiếng thì nó nhiều hơn thằng E463, thì thằng này nó mắc hơn mà. Cái loa nó cũng công suất nó cũng to hơn nữa nha. Để mình sẽ thử tiếng piano trước. Thì hầu như là mấy cái dòng những cái dòng này thì tiếng piano gần như là như nhau hết thôi. Nó chỉ là cái loa nó lớn hơn là nghe tiếng nó dày hơn thôi. Đây mình chỉ cho đại khái demo cho các bạn nghe thử một cái số cái voi cái tiếng mà nó sử dụng nhiều thôi. Mình demo để cho các bạn có thể thấy được cái cây PRE W425 nó là như vậy ha. Cái cây này sẽ thích hợp cho những bạn nào mà yêu thích chơi piano và kết hợp với cây bo ha. Thì mình có thể tận dụng cái cây này, giá hiện tại nó tầm khoảng 11 triệu mấy đó ha. Thì nó sẽ tận dụng cho các bạn gồm chúng ta có thể chơi được orc này, chúng ta có thể chơi được piano. Với cái bàn phím này thì chúng ta chơi được piano. À, với piano thì các bạn phải mua thêm một cái stand, nó rơi tầm khoảng 300-400 ngàn á, để các bạn chơi piano. Thì các bạn nào có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm này á thì các bạn cứ liên hệ tới cái số điện thoại mình để trên màn hình á, thì các bạn có liên hệ tới bên mình sẽ báo giá ok thì mình sẽ giao cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video clip, cảm ơn các bạn rất nhiều.